Bạn đang tìm kiếm một bộ máy khoan nhỏ gọn với công suất mạnh mẽ, có thể khoan trên nhiều chất liệu khác nhau, thêm một bộ tua vít với đầy đủ các kích thước khác nhau và giá vừa tốt vừa có bảo hành chính hãng. Hãy lựa chọn ngay bộ công cụ đa năng Kachi, cơ hội chỉ có trong chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng. Giá nhà cung cấp 999.000 đồng, giá trên VTV Hyundai chỉ 699.000 đồng mà thôi. Sản phẩm chính hãng được bảo hành 12 tháng. Đây chính là bộ dụng cụ tiện ích nhỏ gọn cho mọi gia đình. Lựa chọn ngay để nhận thêm quà tặng hấp dẫn, bao gồm một bộ lưỡi cưa, một lưỡi mài và một lưỡi đánh bóng. Nhận thêm bóng đèn LED Kachi và còn có thêm tích lũy 50.000 đồng cho lần mua sắm sau. Bộ công cụ đa năng Kachi trọn bộ bao gồm khoan động lực, tay cầm, tua vít, bộ lục giác, đầu giữ tua vít, mũi tăng độ dài mũi khoan, cờ lê, thước đo, dây thông tắc, phụ kiện khác và cả một chiếc vali chứa nữa quý vị nha. Ai cũng có thể tự làm mà không cần đến thợ chuyên nghiệp. Và chúng ta có một chiếc máy khoan chuyên nghiệp với công suất là 550W, có trọng lượng và kích thước gọn nhẹ, tay cầm chắc chắn, nút bấm dễ dàng và bảo hành chính hãng 12 tháng. Sản phẩm không thể thiếu cho mọi gia đình, hãy nhanh tay sở hữu ngay quý vị nhé. Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khách hàng của VTV Hyundai Home Shopping. Và chắc chắn là trong cuộc sống của chúng ta sẽ có những lúc chúng ta có những cái nhu cầu như là mình khoan nè, hay là mình có thể là bắt tua vít, hay là mình có thể là mình sửa chữa những vật dụng trong nhà của mình, đúng không ạ? Những lúc đó thì chúng ta phải làm gì? Theo thông lệ thì với những nhà mà có nhiều các chị em phụ nữ thì chúng ta sẽ chạy qua hàng xóm để có thể là nhờ các anh hàng xóm nè, hay là mình phải đi mượn để mình có thể là có những cái máy khoan để mình có thể sử dụng ngay trong gia đình của mình, đúng không ạ? Những lúc đó vừa tốn thời gian nè, cũng như là chúng ta lỡ mà không có ai thì mình phải tốn thêm một khoản tiền để nhờ thợ về tới nhà, đúng không ạ? Cho nên trong chương trình lần này chúng ta hãy đầu tư ngay một khoản để sở hữu ngay bộ công cụ đa năng đến từ thương hiệu Kachi quý vị nha. Và sử dụng rất là tiện lợi, dễ dàng để mình có thể là tự thực hiện ngay tại gia đình của chúng ta luôn quý vị ạ. Một bộ công cụ như thế này quý vị các bạn, chúng ta sẽ yên tâm là có là đầy đủ dụng cụ được đặt trong một cái chiếc hộp như thế này để chúng ta có thể là bảo quản quý vị và các bạn nha. Mình để gọn ở trong một góc nhà thôi, đến khi cần sử dụng thì sao, mở nó ra và ở bên trong dụng cụ đã sẵn sàng rồi quý vị. Mình sẽ có đó chính là phần máy khoan như thế này đây, với công suất là 550W quý vị nha, mạnh mẽ để chúng ta có thể là sử dụng tiện lợi. Rồi đi kèm với chiếc máy khoan này thì quý vị các bạn, chúng ta sẽ có thể kết hợp với nhiều phụ kiện khác ở bên trên, như là chúng ta sẽ có thể là kết hợp chung với lại những cái đầu mũi khoan khác nhau nè, khoan trên nhiều những cái chất liệu khác nhau. Ví dụ mình có thể là khoan gỗ, khoan nhôm, khoan sắt chẳng hạn, khoan tường cho gia đình của chúng ta. Và mình có thêm là bộ lục giác nè, có mũi tăng độ dài của mũi khoan, rồi có đầu để giữ tua vít, có cờ lê, có tua vít và có dây để mình có thể là thông tắc những cái đường ống của gia đình của mình nữa quý vị nha. Tất cả được gọn gàng, đặt gọn gàng trong chiếc hộp như thế này và bảo quản rất là tiện lợi. Còn bây giờ thì chắc là mình bắt tay vào sử dụng ngay đi Quang Quý ơi. Đúng rồi thưa quý vị, và trong phim trường ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã mời tới anh Hưng là kỹ thuật viên đến từ Kachi để mình có thể là cùng nhau là mình trải nghiệm cái dòng sản phẩm này quý vị nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau mình trải nghiệm với cái việc là chúng ta khoan trên cái bề mặt của một miếng nhôm đi ạ. Đó, và với sản phẩm ngày hôm nay thì chúng ta có thể là cầm nắm trong tay một cách rất là dễ dàng và tiện lợi như thế này nè. Đó, chỉ với một nút bấm mà thôi, và từ đó chúng ta có thể là đưa cái phần mũi khoan mình lắp ráp vào một cách cực kỳ dễ dàng. Rồi bây giờ là mình sẽ thực hiện ngay là cái phần mà mình khoan cùng với bề mặt nhôm đi anh Hưng ơi. Rồi chúng ta có thể là thực hiện rất là tiện lợi cùng với mũi khoan cứng chắc kết hợp chung với lại chiếc máy khoan công suất hoạt động là 550W của thương hiệu Kachi. Rất là nhanh chóng để mình có thể là khoan xuống như thế này quý vị nha. Cả hai lỗ từ trên xuống dưới luôn. Và tiếp tục thực hiện thêm một lỗ khoan nữa nào. Đúng rồi thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng có thể thấy là với công việc mà chúng ta khoan nè, với công suất rất là mạnh mẽ của chiếc máy khoan nằm trong bộ công cụ đa năng như thế này, với công suất là 550W, có thể là khoan một cách rất là nhanh chóng luôn. Rồi bây giờ mọi người thấy không ạ? Hai lỗ khoan rất là đồng đều cùng với nhau, đúng không nào? Và bây giờ sau khi mà chúng ta đã khoan xong là bề mặt nhôm rồi, đúng không anh Hưng? Bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục là mình trải nghiệm những cái bề mặt khác nữa. Tại vì trong cuộc sống của chúng ta là sẽ có những lúc với Phụng Yến là mình phải khoan rất là nhiều những cái bề mặt khác nhau nè, để mình có thể là mình bắt vít nè, cũng như là mình có những cái phần lỗ trong những cái nhu cầu trong bản thân mình, đúng không ạ? Và bây giờ nhôm đã khoan được rồi, bây giờ mình sẽ thử thách thêm một chút xíu. Sắt nó sẽ cứng hơn nhôm và chúng ta sẽ xem là với chiếc máy khoan trong bộ công cụ đa năng Kachi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thể là khoan những cái bề mặt sắt như thế nào quý vị nha. Đó, chẳng hạn là như ở nhà chúng ta, nếu mà chúng ta muốn là bắt những cái phần vít nè, hay là chúng ta bắt những cái dàn phơi đồ ở trên cao chẳng hạn, nhưng mà lúc đó mà cái trần của chúng ta quá cao đi thì chúng ta cũng phải có những cái thanh sắt như thế này để hạ cái độ cao của trần xuống, và sau đó chúng ta sẽ nối lại cùng với nhau. Tuy nhiên lúc đó thì chúng ta cần phải khoan nè, rất là cực đúng không ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm lần này công suất mạnh mẽ là 550W và kèm theo đó là cả rất là nhiều đầu khoan khác nhau, thì chúng ta hãy cùng xem là trải nghiệm khoan như thế nào quý vị nha. Phải nói là khi mà khoan sắt thì Phụng Yến cũng hơi lo ngại một chút xíu, mình cần có máy khoan là có cái lực tốt cũng như là cái mũi khoan cứng chắc. Thì bây giờ mình hãy thử thách cùng với Kachi đi nào. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ xem là anh Hưng sẽ khoan với bề mặt
sắc này như thế nào quý vị nha. Đầu tiên là mình phải để cái góc 90 độ nè. Tiếp theo là chúng ta phải bấm nhẹ, sau đó thì mình sẽ thay đổi cái tốc độ của cái chiếc mũi khoan. Và từ đó thì chúng ta sẽ bắt đầu khoan được những cái phần lỗ trên bề mặt sắt khác nhau. Đó, quý vị thấy không ạ? Đã bắt đầu khoan được trên bề mặt sắt rồi. Mặc dù là hơi lâu hơn so với bề mặt nhôm một chút xíu, tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể là hoàn toàn an tâm. Đã để được một lỗ rồi đúng không ạ? Và chúng ta hãy tiếp tục khoan thêm một lỗ thứ hai nha Phụ Nguyễn ha. Quý vị các bạn, chúng ta có thể là dễ dàng mình thực hiện ngay tại gia đình của mình. Phụ Nguyễn nghĩ là các quý ông ở trong gia đình của chúng ta sẽ rất là thích bộ công cụ này, bởi vì là mình mua sắm đầu tư một lần nhưng mà mình sở hữu đầy đủ dụng cụ để mình có thể là sửa chữa nhà cửa nè, có thể là khoan các vật dụng ở trong nhà của chúng ta, có thể là cần mắc một bức tranh lên chẳng hạn. Quý vị các bạn, chúng ta cũng có thể thực hiện dễ dàng. Đúng rồi đó quý vị, như vậy là chúng ta có thể là mình thực hiện một cách rất là nhanh chóng mà thôi quý vị nha. Chúng ta đã có ngay là hai lỗ khoan như thế này nè. Rồi sau khi mà chúng ta có là khoan nhôm rồi nè, sau khi mà chúng ta khoan sắt rồi nè, trên rất là nhiều những bề mặt khác nhau. Chào Quang Quý mượn cái thanh này cho tất cả mọi người cùng xem ạ. Đó thưa quý vị, và bây giờ là chúng ta thấy không ạ, với việc là chúng ta có thể là khoan những cái lỗ rất là nhanh chóng và gọn gàng như thế này, thì từ đó thì mình có thể là thực hiện rất là nhiều những cái bề mặt khác nhau. Lúc nãy là đã là bề mặt nhôm rồi nè, bây giờ bề mặt sắt của quý cầm thấy hơi nặng hơn một chút xíu đó, và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục là thực hiện trên bề mặt gỗ quý vị nha. Bề mặt gỗ thì mọi người cũng rất là quen thuộc, chẳng hạn như là những cái tủ nè, hay là những chiếc cửa của chúng ta đúng không ạ? Thì chúng ta cũng phải khoan và sau đó là mình cũng có thể là bắt vít nữa. Đó, cho nên là với dòng sản phẩm lần này chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm và tiếp tục trải nghiệm cùng với bề mặt gỗ luôn. Và như vậy là chúng ta có thể là sử dụng tiện lợi ngay tại gia đình của mình. Mỗi khi là mình cần sửa chữa nhà cửa nè, cần là quý vị các bạn chúng ta khoan nhiều chất liệu khác nhau thì mình sẽ tận dụng ngay máy khoan của thương hiệu Kachi. Rồi bây giờ bắt đầu cùng với chất liệu gỗ nào. Đó, với chất liệu gỗ thì Quang Quý tin chắc rằng chúng ta cũng sẽ thấy là nó sẽ dễ dàng hơn khá là nhiều đúng không ạ? Chỉ cần đâm vào và ấn một nút rất là gọn nhẹ thôi quý vị nha. Đó, rất là nhanh chóng đã có thể là khoan được một lỗ rồi, tiếp tục thêm một lỗ nữa thật là nhanh anh ơi. Đó, xoay rất là nhanh quý vị nha. Chúng ta có thể là mình khoan rất là nhiều những cái bề mặt khác nhau. Đó, bây giờ là tiếp tục cùng với bề mặt gỗ và chúng ta thêm một lỗ nữa đi anh, để xem là mình sẽ khoan trong khoảng thời gian rất là nhanh chóng và tiện lợi như thế nào. Và với bề mặt gỗ như thế này thì nếu mà quý vị có thể so sánh những bề mặt khác nhau thì chúng ta sẽ dùng những cái mức độ lực khác nhau đúng không ạ? Rồi với dòng sản phẩm này và với bề mặt gỗ thì chúng ta sẽ tiếp tục là mình đóng thêm, mình bắt vít luôn ở trên cái bề mặt gỗ này quý vị nha. Ví dụ như quý vị các bạn chúng ta ở nhà mình cũng có thể là dễ dàng thực hiện bắt vít như thế này quý vị các bạn nha. Và với mũi khoan thì đa dạng các kích cỡ luôn. Ví dụ như mình muốn là những cái kích cỡ nhỏ hơn, li ti hơn thì chúng ta cũng đã có những cái mũi khoan nhỏ li hơn đó. Và quý vị các bạn chúng ta có thể là tiện lợi dễ dàng để mình tháo lắp những cái đầu vít nè, cũng như là những cái đầu mũi khoan vào ở bên trong, rất là tiện lợi ngay tại gia đình của mình, ai cũng có thể thực hiện. Khi mà mình thực hiện tháo lắp đó thì quý vị các bạn chúng ta sẽ sử dụng dụng cụ để mình vặn cũng như là mình mở ngay cái phần đầu như thế này. Đây anh Hưng có thể thực hiện lại cho mọi người cùng xem nào. Đúng rồi, rất là dễ dàng quý vị nha. Chúng ta chỉ cần là kê vào sát cái phần đầu mà thôi, và sau đó thì mình dùng sức để mình vặn ra thì nó sẽ giúp cho cái phần mà mũi khoan nó được siết lại và nó giữ chặt ở phía bên trong. Đó, và sau đó thì chúng ta chỉ cần là mình gắn vào cái mũi khoan thì chúng ta đã có thể là khoan trên rất là nhiều những bề mặt khác nhau. Và trong bộ dụng cụ ngày hôm nay có rất là nhiều những đầu mũi khoan khác nhau, cho nên mọi người có thể hoàn toàn yên tâm nè. Lúc nãy thì khoan gỗ là chúng ta sử dụng một cái mũi khoan khác nè, đó đang trên tay Quang Quý nè. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ bắt vít à, anh Vương, anh Hưng, xin mời anh Hưng có thể bắt vít đi ạ. Đó, rất là nhanh chóng mọi người nha. Chúng ta không cần phải khoan trước luôn mọi người ơi, chúng ta có thể là bắt vít một cách trực tiếp trên những bề mặt gỗ như thế này. Và với những cái lực xoay của cái chiếc máy khoan như thế này cũng như cái phần nhọn á, sẽ giúp cho phần vít của chúng ta nó được bắt một cách nhanh chóng hơn vào ở trong cái phần bề mặt gỗ của chúng ta quý vị nha. Rất là nhanh chóng và tiện lợi như thế này. Thay vì bình thường nếu mà chúng ta sử dụng những cái tua vít á, thì mình phải tốn rất là nhiều lực ha Phùng Yến. Rồi mình cần phải đẩy vô, rồi mình cũng phải là mình vặn rất là cực. Tuy nhiên với dòng sản phẩm này thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm mình bắt vít như thế này nè, để mình treo những cái khung tranh, khung ảnh, hay là mình treo những cái tấm bảng ở trên những chiếc cửa của mình đúng không Phùng Yến? Đúng rồi, và ở nhà của mình mà mình có dụng cụ đó Quang Quý à, nhiều khi là mình cũng sẽ ham mê sáng tạo hơn, ham mê sửa chữa vật dụng hơn cho một cái không gian nhà của chúng ta khang trang hơn, mới hơn. Và đặc biệt những cái dịp Tết nhất đó Quang Quý, hay là tổng dọn dẹp vệ sinh nè, rồi cũng như là trang hoàng lại nhà cửa của mình thì bộ dụng cụ này rất là phù hợp luôn. Và nếu mà chúng ta mong muốn treo đồ thì quý vị nhớ khi mà chúng ta bắt vít á, mình cứ nhấp từ từ mọi người nha. Đó, với dòng sản phẩm này thì chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm luôn. Và bây giờ chúng ta đang bắt vít trên bề mặt gỗ, và một chút xíu nữa đây thì chúng ta sẽ tiếp tục là thực hiện thêm một cái phần mũi khoan nữa trên bề mặt gạch quý vị ạ. Tại vì ở trong gia đình của chúng ta thì bên cạnh việc là chúng ta bắt vít nè, chúng ta khoan trên những cái bề mặt khác nhau đúng không nào. Đó, bắt vít một cách rất là nhanh chóng như thế này ha, đó thì bây giờ thì chắc là tụi mình sẽ tiếp tục thêm một cái thử thách nữa mọi người nha. Ở đây Quang Quý đã chuẩn bị sẵn những cái viên gạch như thế này rồi đó. Nếu như mà tất cả quý vị chúng ta bình thường á, khi mà chúng ta mà khoan tường nè, hay là đục lỗ và chúng ta mong muốn là treo những cái vật dụng trong nhà
nhà của mình á, thì mình cần phải có việc là mình phải khoan trực tiếp vào trong những cái viên gạch như thế này quý vị nha. Rồi bây giờ với dòng sản phẩm lần này thì chúng ta hãy cùng nhau xem là khoan gạch sẽ dễ dàng và tiện lợi như thế nào quý vị nha. Ừ, và chúng ta có thể là thực hiện ngay bây giờ cùng với anh Hưng nha, và mình kết hợp với mũi khoan dành cho tường, cho gạch ở trong gia đình của chúng ta. Và quý vị lắp ngay cái mũi khoan cái kích cỡ theo ý muốn của mình vào. Đúng rồi. Và bây giờ mình thực hiện ngay nào. Rồi xin mời anh Hưng ạ. Đó, chúng ta sẽ thấy là khoan như thế nào mọi người nha. Khoan một cách rất là dễ dàng và nhanh chóng mà thôi. Công suất mạnh mẽ là 550W quý vị nha. Và từ đó thì chúng ta có thể là khoan một cách trực tiếp lên bề mặt tường của mình luôn, hay là khoan trên bê tông cũng có thể là yên tâm. Đó, chỉ cần khoan như vậy thôi. Và mình có thể là mình yên tâm, mình đóng tắc kê vào rồi cũng như là mình khoan vít vào, đúng không ạ? Ừ, Phụ Yến thấy là anh Hưng có thể thực hiện khoan ngay cái giữa thân của cục gạch luôn. Cái phần đó khá là cứng nhưng mà cũng thực hiện khoan rất là dễ dàng. Rồi. Rồi, tiếp tục thêm một lỗ nữa nè. Rồi, nhanh hơn đúng không ạ? Tại vì cái phần khoan là ngay cái phần giữa lỗ của ống gạch của chúng ta. Như vậy là dù khoan ở bất kỳ vị trí nào thì chúng ta cũng thấy là rất là tiện lợi. Và đặc biệt là trong chương trình lần này, khi mà quý vị sở hữu trọn bộ sản phẩm lần này, chúng ta sẽ được để tất cả những cái bộ công cụ đó nhỏ gọn mà thôi trong một chiếc vali nhỏ nhỏ xinh xinh. Và mức giá cũng cực kỳ hấp dẫn quý vị nha. Mức giá cũng nhỏ nhỏ xinh xinh luôn quý vị à. Mức giá mình đầu tư là 699.000 đồng quý vị nha. Mà chưa dừng lại ở đó, chúng ta không chỉ là được giảm giá so với giá nhà cung cấp là 999.000 đồng đâu, mà chúng ta còn được có thêm bộ quà tặng nữa. Mình sẽ có là một bộ lưỡi cưa nè, một lưỡi mài và một lưỡi đánh bóng luôn. Với bộ lưỡi như thế này thì quý vị sẽ sử dụng rất là tiện lợi để có thể là sửa chữa trang hoàng nhà cửa của mình. Và lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau xem thử những lưỡi này hoạt động như thế nào ở phần sau của chương trình quý vị nhé. Còn bây giờ hãy nhanh tay gọi điện thoại để đặt hàng và giữ cho mình một chiếc máy chất lượng của thương hiệu Kachi ngay nào. Bạn đang tìm kiếm một bộ máy khoan nhỏ gọn với công suất mạnh mẽ, có thể khoan trên nhiều chất liệu khác nhau, một bộ tua vít với đầy đủ các kích thước khác nhau, giá vừa tốt vừa có bảo hành chính hãng. Hãy lựa chọn ngay bộ công cụ đa năng Kachi, cơ hội chỉ có trong chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng. Giá nhà cung cấp 999.000 đồng, giá trên VTV Hyundai chỉ 699.000 đồng mà thôi. Sản phẩm chính hãng được bảo hành 12 tháng. Đây chính là bộ dụng cụ tiện ích nhỏ gọn cho mọi gia đình. Lựa chọn ngay để nhận thêm quà tặng hấp dẫn, bao gồm một bộ lưỡi cưa, một lưỡi mài và một lưỡi đánh bóng. Nhận thêm bóng đèn LED Kachi và còn có thêm tích lũy 50.000 đồng cho lần mua sắm sau. Và bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua những dụng cụ có trong bộ công cụ đa năng Kachi quý vị nha. Trọn bộ bao gồm đầu tiên phải kể đến đó chính là khoan động lực, tay cầm nè, tua vít, bộ lục giác, đầu giữ tua vít, mũi tăng độ dài mũi khoan kèm theo cả cờ lê trước đo, dây thông tắc, phụ kiện khác và cả vali chứa rất là nhỏ gọn nữa, giúp cho chúng ta ai cũng có thể tự làm mà không cần đến thợ chuyên nghiệp. Và với bộ dụng cụ đa năng Kachi, công suất hoạt động là 550W, rất là dễ dàng để chúng ta có thể sử dụng ngay tại gia đình của mình. Trọng lượng và kích thước gọn nhẹ, tay cầm chắc chắn, có nút bấm thực hiện dễ dàng đơn giản. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng. Hãy lựa chọn ngay dòng sản phẩm không thể thiếu cho mọi gia đình. Quý vị ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn ngắm trọn bộ sản phẩm bộ công cụ đa năng Kachi ngày hôm nay quý vị nha. Khi mua về thì chúng ta sẽ có một chiếc hộp dụng cụ như thế này. Ở bên trong có đầy đủ dụng cụ để chúng ta có thể sửa chữa nhà cửa của mình luôn. Một máy khoan chất lượng, tay cầm chắc chắn. Quý vị các bạn, chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện khoan động lực trên nhiều chất liệu khác nhau ở trong gia đình của chúng ta. Mình có thể là bằng ốc vít vào nè, hay là tháo ra cũng rất là đơn giản quý vị và các bạn nhé. Để thẳng mũi khoan của chúng ta xuống và mình sẽ có sẵn bộ mũi khoan ở trong bộ dụng cụ của mình luôn. Quý vị các bạn, chúng ta có thể là kết hợp thêm quà tặng của chương trình ngày hôm nay là dụng cụ để mình có thể mài, có thể đánh bóng nè. Quý vị các bạn, chúng ta để ngay vào trong máy khoan của mình là mình đã có thể sử dụng được tiện lợi quý vị nha. Ngoài việc sửa chữa nhà cửa, chúng ta còn có thể là trang hoàng và tạo ra những cái vật dụng gỗ rất là đẹp mắt cho gia đình của mình. Bạn đang tìm kiếm một bộ máy khoan nhỏ gọn với công suất mạnh mẽ, có thể khoan trên nhiều chất liệu khác nhau, một bộ tua vít với đầy đủ các kích thước khác nhau, giá vừa tốt vừa có bảo hành chính hãng. Hãy lựa chọn ngay bộ công cụ đa năng Kachi, cơ hội chỉ có trong chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng. Giá nhà cung cấp 999.000 đồng, giá trên VTV Hyundai chỉ 699.000 đồng mà thôi. Sản phẩm chính hãng được bảo hành 12 tháng. Đây chính là bộ dụng cụ tiện ích nhỏ gọn cho mọi gia đình. Lựa chọn ngay để nhận thêm quà tặng hấp dẫn, bao gồm một bộ lưỡi cưa, một lưỡi mài và một lưỡi đánh bóng. Nhận thêm bóng đèn LED Kachi và còn có thêm tích lũy 50.000 đồng cho lần mua sắm sau. Và bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua những dụng cụ có trong bộ công cụ đa năng Kachi quý vị nha. Trọn bộ bao gồm đầu tiên phải kể đến đó chính là khoan động lực, tay cầm nè, tua vít, bộ lục giác, đầu giữ tua vít, mũi tăng độ dài mũi khoan kèm theo cả cờ lê trước đo, dây thông tắc, phụ kiện khác và cả vali chứa rất là nhỏ gọn nữa, giúp cho chúng ta ai cũng có thể tự làm mà không cần đến thợ chuyên nghiệp.
Và với bộ dụng cụ đa năng Kachi, công suất hoạt động là 550W, rất là dễ dàng để chúng ta có thể sử dụng ngay tại gia đình của mình. Trọng lượng và kích thước gọn nhẹ, tay cầm chắc chắn, có nút bấm thực hiện dễ dàng đơn giản. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng. Hãy lựa chọn ngay dòng sản phẩm không thể thiếu cho mọi gia đình. Cảm ơn tất cả quý vị vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với Quang Quý, Phùng Viễn và cũng như là anh Hưng, kỹ thuật viên của Kachi trong chương trình mua sắm hấp dẫn kỳ này. Và một lần nữa hãy cùng nhìn ngắm lại trọn bộ sản phẩm lần này quý vị nha. Trọn một bộ công cụ đa năng tuy nhiên rất là nhỏ gọn và đặt để trong một chiếc vali như thế này. Đầy đủ luôn, có cả vít, có cả khoan như thế này nè. Rồi có thêm rất là nhiều mũi khoan khác nhau quý vị nha. Rồi có thêm cờ lê và tua vít như thế này nữa. Như vậy là trọn một bộ sản phẩm luôn, chúng ta có thể hoàn toàn an tâm. Khi mà quý vị sở hữu dòng sản phẩm này, chúng ta sẽ có quà tặng kèm theo quý vị nha. Quà tặng kèm theo sẽ có gì? Đó chính là những phần lưỡi cắt nè, cũng như là những cái phần lưỡi đánh bóng nữa quý vị nha. Cho nên chúng ta có thể hoàn toàn an tâm sở hữu trong dòng sản phẩm lần này. Và bên cạnh đó thì sản phẩm này Quang Quý có một điều nữa rất là thích, có thể chia sẻ ngay cùng với tất cả mọi người. Chắc chắn là trong cuộc sống của chúng ta sẽ có những lúc mà chúng ta cần phải vặn vít ở những cái nơi mà cái mũi khoan thẳng chúng ta không thể nào vươn tới được. Thì trong dòng sản phẩm lần này mọi người có thể hoàn toàn yên tâm, Quang Quý đưa ra cho tất cả mọi người thấy nha. Đó, đây chính là đầu khoan nè, đầu vít để chúng ta có thể vặn nè, với ốc lục giác quý vị nha. Chúng ta có thể là mình vặn ở trong cả những cái phần góc và không cần chúng ta phải đặt một cái đường thẳng như thế này. Đó, những cái lúc mà chúng ta cần phải bẻ cong một chút xíu quý vị ạ, để có thể là đưa cái phần đầu khoan nè đi đến đúng cái phần mũi đó, và từ đó chúng ta có thể vặn một cách cực kỳ dễ dàng và tiện lợi luôn quý vị nha. Và cũng với chiếc khoan như thế này thì mọi người nghĩ là nó sẽ có tác động như thế nào với hệ thống ống cống ở nhà mình hả Phùng Yến? Đó, thì có thêm một dòng sản phẩm nữa kèm theo, đó chính là một cái phần ống để có thể là thông tắc cái phần ống cống trong nhà của chúng ta quý vị nha. Mình chỉ cần kết nối vào trong chiếc máy khoan như thế này thôi, và từ đó thì mình để cái đầu này nè đến với đầu lò xo như thế này, đến với cái đường ống của chúng ta quý vị ạ. Và sau đó thì chúng ta chỉ cần ấn nút khoan thì phần đầu này nó sẽ tạo một cái lực xoáy giúp cho đánh bay hết tất cả những cái phần bụi bẩn mà bám ở trên ống cống của chúng ta nè, cũng như là tạo lực xoáy giúp cho những cái bụi bẩn, những cái phần rác bẩn nó bị kẹt ở trong đó, nó trôi đi hết một cách nhanh chóng và tiện lợi. Và có thể là cuốn theo và giữ lấy ra những cái phần rác dính lâu ngày ở bên trong đường ống của gia đình mình quý vị và các bạn nha. Như vậy là mình không chỉ có một chiếc máy khoan mà là một cái chiếc máy rất là đa năng Quang Quý. Sử dụng được cực kỳ nhiều tính năng của nó. Và bây giờ mình sẽ xem thử cái tính năng, đó là mình biến cái chiếc máy khoan thành một cái lưỡi cưa, một cái máy cưa để mình có thể là cưa gỗ ở trong gia đình của chúng ta quý vị nha. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với anh Hưng mình có thể là mình cắt cái phần gỗ của này như thế nào nha. Rất là nhanh chóng và tiện lợi như thế này. Đó, chỉ cần vặn xoay 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 mà thôi, kết nối cùng với phần đầu khoan của chúng ta. Và sau đó mình sẽ cùng nhau cắt gỗ ta. Rất là tiện lợi. Mình nghĩ là các quý ông mà hay thích làm mộc ở tại nhà mình sẽ rất là thích dòng sản phẩm này đây. Bởi vì là chiếc máy khoan đó, chúng ta gắn vào cùng với sản phẩm quà tặng là lưỡi cưa thì sẽ giúp là chúng ta có thể là cắt nè, có thể là cưa gỗ rất là tiện lợi ngay tại gia đình của mình quý vị nha. Nếu như ai mong muốn là làm mộc ngay tại nhà mình á thì quý vị có thể là sở hữu dòng sản phẩm rất chất lượng ngày hôm nay. Đó, và thưa quý vị, chúng ta cũng có thể thấy là với việc là có thể là cắt một cách cực kỳ tiện lợi như thế này. Rồi, và bây giờ thì anh Hưng ơi, chắc là để nhờ cho tất cả mọi người, nhờ anh dừng lại một chút xíu nè, để cho em cho tất cả mọi người chúng ta xem là cái phần cái đường cắt của chúng ta như thế nào quý vị nha. Với phần lưỡi cưa được kèm theo là món quà tặng ngày hôm nay thì mọi người thấy không ạ? Phần lưỡi cắt của chúng ta rất là thẳng như thế này. Mới nãy anh Hưng chỉ cần cắt thêm một chút xíu nữa thôi là cái phần này bị gãy ra rồi. Cho nên quý phải dừng lại để cho mọi người có thể thấy là lên hình cái đường cắt nó nhỏ như thế nào, đúng không ạ? Rồi bây giờ em mời anh Hưng có thể là cắt đứt luôn cái phần gỗ này đi ạ. Đó, rất là nhanh chóng đúng không ạ? Đường cắt rất là bén quý vị nha, và thao tác rất là tiện lợi cùng với lại chiếc máy của chúng ta, và kết hợp chung với quà tặng là một cái lưỡi để mình có thể cưa nè, để mình có thể là cắt gỗ. Và quý vị các bạn, chúng ta cũng có thể là mình sáng tạo những cái vật dụng bằng gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh ở gia đình của mình cùng với dòng sản phẩm này, hoặc là chúng ta cũng có thể là xong rồi, rất là nhanh chóng luôn quý vị ạ. Đúng rồi, thưa quý vị, cứ mỗi lần mà chúng ta mong muốn là cắt những cái dòng sản phẩm như thế này thì chúng ta sẽ nghĩ tới điều gì ạ? Nếu mà nhà mình không có bộ công cụ đa năng như thế này, chúng ta cứ phải là ra tiệm hoặc là chúng ta phải mời những kỹ thuật viên về, đúng không ạ? Rất là cực luôn, cũng như là rất là tốn kém. Tuy nhiên ngày hôm nay chỉ cần đầu tư một lần chi phí mà thôi. Chúng ta thấy không ạ, đường cắt như thế nào hay bén, mướt bén và rất là chính xác luôn quý vị các bạn nha. Và thay vì là mình cưa tay nhiều khi hơi mệt đúng không, phải nhờ ai đó giúp mình, thì giờ đây đã có chiếc máy của Kachi hỗ trợ chúng ta, mà cái lưỡi cưa đó lại còn là quà tặng nữa, rất là hấp dẫn Quang Quý ơi. Đúng rồi, tự nhiên cái nói tới lúc này cái Quang Quý nhớ tới hồi xưa có bài kéo cưa lừa xẻ đầu khỏe đó, kéo qua kéo lại rất là mệt đúng không ạ. Với dòng sản phẩm này thì chúng ta rất là yên tâm luôn. Và bên cạnh đó, sau khi mà quý vị cắt gỗ ra thì như thế nào, sẽ có những cái vết xước nhỏ nhỏ nè, sẽ có những cái vết trầy nhỏ nhỏ. Như vậy làm cách nào để cho cái phần gỗ đó nó bóng, nó có thể
thể là mềm mịn hơn đúng không nào? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bóng đó, ha? Tiếp tục là đến với cái phần là mài. Cái này là lưỡi mài để chúng ta có thể là luôn. Đúng rồi, trong bộ quà tặng luôn, và chúng ta sẽ mài trực tiếp trên chiếc gỗ này luôn mọi người nha. Rồi bây giờ mời anh Hưng thực hiện. Chà láng cái bề mặt của nó và mình sẽ tạo cái vẻ rất là đẹp cho bề mặt gỗ của mình quý vị nha. Ngoài việc là mình có thể là cắt cưa chính xác thì mình còn có thể tạo thêm cái độ thẩm mỹ cho những cái tấm gỗ bằng việc là mình sẽ mài nó như vậy rất là mướt, rất là mượt. Những cái phần bụi gỗ ở bề mặt bên trên nó sẽ bay đi nè, cũng như là cái phần gồ ghề ở trên những cái tấm gỗ gia đình chúng ta, và trả lại cái bề mặt rất là láng mịn. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau so sánh mọi người nha. Ở một bên đã được mài rồi, đó, rất là láng mịn như thế này. Còn bên này chưa mài nè, mọi người thấy không ạ? Đó, có một cái sự khác biệt rất là nhiều luôn. Và đây là sản phẩm quà tặng gửi kèm theo bộ công cụ ngày hôm nay mọi người nha. Và bên cạnh đó, sau khi mà chúng ta đã cắt rồi nè, sau khi mà chúng ta đã mài rồi, mà nếu như mà chúng ta mong muốn là nó thêm phần đẹp hơn nữa thì chúng ta phải đi đến một cái công đoạn tiếp theo đúng không anh? Đó chính là cái công đoạn mà chúng ta sẽ đánh bóng cái phần gỗ này đúng không ạ? Đó, và chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện cùng với dòng sản phẩm này một cách cực kỳ dễ dàng và tiện lợi luôn quý vị nha. Và từ đó thì mình cũng có thể là mình tháo lắp một cách đơn giản và nhanh chóng hơn cùng với dòng sản phẩm lần này, chọn một bộ công cụ ca chi. Và trong cái lúc mà anh có thể là tháo lắp như thế này thì Phụng Yến hãy cho mọi người xem lại một lần nữa là những cái phần dụng cụ ở trong cái bộ công cụ của chúng ta sẽ có những gì đi nào. Phải nói là rất là nhiều dụng cụ luôn, phải nói là đầy đủ món cho gia đình của chúng ta để mỗi khi mình cần thao tác sửa chữa trang hoàng lại gia đình của mình thì mình đã có sẵn những người bạn hỗ trợ rồi quý vị ạ. Mà mọi thứ nó nằm trong một cái chiếc vali rất là gọn gàng ngăn nắp luôn, và khi mà quý vị các bạn chúng ta để cố định vào vị trí của nó trong vali thì mình không có lo ngại cái tình trạng là nó bị rơi ngược ra quý vị nha. Đó, vị trí của máy khoan thì cũng có cái chỗ để cái góc để riêng cho cái máy khoan của mình, và công suất của máy khoan đó là 550W quý vị nhé. Rồi mình có thêm ở khu vực này đó là dây thông tắc, quý vị các bạn chúng ta sẽ có thể là kết hợp chung với máy khoan để mình làm thông những cái đường ống ở trong gia đình của chúng ta nè. Có phần tay cầm phụ kết hợp khi mà quý vị các bạn chúng ta muốn là trợ lực thêm cho chiếc máy khoan. Rồi quý vị các bạn chúng ta còn có thêm ở bên trên là rất là nhiều những cái phụ kiện mà Phụng Yến nghĩ là những người hay sửa chữa nhà cửa chúng ta sẽ rất là thích luôn quý vị ạ. Mình có bộ lục giác, mình có những cái đầu mũi khoan, khoan trên nhiều chất liệu khác nhau nè. Quý vị các bạn chúng ta có những cái mũi khoan và có thêm là một cái hộp phụ kiện với vít như thế này nữa. Có cờ lê nè, có đầu giữ tua vít, có mũi tăng độ dài của mũi khoan quý vị ạ. Rất nhiều và rất đa dạng kích cỡ, tất cả nằm trong một cái chiếc vali, một cái chiếc hộp nhựa màu đen tiện lợi để cầm theo. Đúng rồi thưa quý vị, như vậy rất là dễ dàng và tiện lợi đúng không nào? Và với dòng sản phẩm lần này thì cái bộ phụ kiện tiếp theo, cái phần phụ kiện tiếp theo mà có thể là dùng đánh bóng đó chính là cái phần bề mặt quan quý đang cầm trên tay đây ạ. Và chúng ta chỉ cần tiếp tục là kết nối cùng với chiếc máy khoan mà thôi quý vị nha. Đó, kết nối cùng với đầu này đó chính là đầu hơi nhám để chúng ta là có thể là mình chà nhám cho nó trơn nào, và sau đó đánh bóng lên mình thay đổi như thế này. Và đây chính là bộ lưỡi dao quà tặng, cho nên mọi người có thể là hoàn toàn yên tâm sở hữu trong dòng sản phẩm lần này, chọn một bộ công cụ đa năng đến từ thương hiệu Ca Chi quý vị nha. Có thể là thực hiện rất là nhiều những thao tác khác nhau với những cái công việc hàng ngày trong gia đình của chúng ta, mang lại sự thuận lợi và tiết kiệm thời gian, công sức và cả chi phí rất là nhiều. Và đặc biệt chỉ có trong chương trình lần này mà thôi, trên kênh mua sắm VTV Huyền Đại Home Shopping, chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị một mức giá cực kỳ hấp dẫn. Mức giá rất là ưu đãi ngày hôm nay chúng ta sở hữu đó là 699.000 đồng mà thôi quý vị nha. Đây là mức giá hấp dẫn rất nhiều so với giá của nhà cung cấp là 999.000 đồng. Sản phẩm chính hãng được bảo hành 1 năm, và chúng ta nhận thêm bộ quà tặng là một bộ lưỡi cưa nè, một lưỡi mài và một lưỡi đánh bóng, có thể là sử dụng kết hợp để chúng ta làm những cái vật đồ và vật dụng gỗ thật là đẹp ở trong gia đình của mình quý vị ạ. Hãy gọi ngay để chúng tôi có thể là giao hàng đến cho quý vị tận nhà, chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Còn quý vị thì sao, hãy nhanh tay nhấc máy nào. Bạn đang tìm kiếm một bộ máy khoan nhỏ gọn với công suất mạnh mẽ, có thể khoan trên nhiều chất liệu khác nhau, thêm một bộ tua vít với đầy đủ các kích thước khác nhau, giá vừa tốt mà vừa có bảo hành chính hãng thì phải làm sao? Hãy lựa chọn ngay bộ công cụ đa năng Ca Chi, cơ hội chỉ có trong chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng, giá trên VTV Hyundai chỉ 699.000 đồng mà thôi. Lựa chọn ngay để nhận thêm quà tặng hấp dẫn, bao gồm một bộ lưỡi cưa, một lưỡi mài và một lưỡi đánh bóng, nhận thêm bóng đèn LED Ca Chi và còn có thêm tích lũy 50.000 đồng cho lần mua sắm sau. Và với bộ công cụ đa năng đến từ thương hiệu Ca Chi, chọn bộ bao gồm những thành phần ở bên trong. Đầu tiên đó chính là khoan động lực nè, tay cầm tua vít, bộ lục giác, đầu giữ tua vít, mũi tăng độ dài mũi khoan kèm theo cả là cờ lê trước đo, dây thông tắc, phụ kiện khác, và chứa trong một chiếc vali rất là nhỏ gọn, ai cũng có thể tự làm mà không cần đến thợ chuyên nghiệp cùng với bộ công cụ đa năng Ca Chi. Chúng ta có thể tự làm ngay tại nhà với chiếc máy khoan công suất là 550W, trọng lượng và kích thước gọn nhẹ, tay cầm chắc chắn và có nút bấm dễ dàng. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng, hãy nhanh tay lựa chọn ngay quý vị nhé.
Không cần phải mua sắm quá nhiều hay chạy đi mượn những người hàng xóm của chúng ta mỗi khi chúng ta cần sửa chữa lại gia trang của mình. Quý vị các bạn, chúng ta đã có ngay bộ dụng cụ đa năng Kachi quý vị nha. Ở bên trong sẽ có một máy khoan động lực, tay cầm chắc chắn và công suất lớn. Chúng ta có thể kết hợp vào những mũi khoan khác nhau và khoan trên nhiều chất liệu nữa. Quý vị có thể bắt ốc vít rất là tiện lợi hay tháo vít nhanh chóng vô cùng luôn. Gắn vào mũi khoan cho tường nè, hay là mũi khoan gỗ hay là mũi khoan kim loại đều được quý vị và các bạn nha. Và khi quý vị các bạn chúng ta sử dụng thì mình còn có thể kết hợp chung với quà tặng, đó là bộ lưỡi cưa để chúng ta có thể là cưa gỗ là làm những cái chiếc bàn, chiếc ghế xinh xắn ở gia đình của mình. Rồi mình có thể là chà nhám, mình có thể là đánh bóng cho nó đẹp mắt hơn quý vị nha. Sáng tạo tiện lợi ngay tại gia đình của mình với mức giá chỉ 699.000 đồng mà thôi. Mọi gia đình đều nên có bộ sản phẩm ngày hôm nay, hãy nhanh tay lựa chọn. Bạn đang tìm kiếm một bộ máy khoan nhỏ gọn với công suất mạnh mẽ, có thể khoan trên nhiều chất liệu khác nhau, thêm một bộ tua vít với đầy đủ các kích thước khác nhau, giá vừa tốt mà vừa có bảo hành chính hãng thì phải làm sao? Hãy lựa chọn ngay bộ công cụ đa năng Kachi, cơ hội chỉ có trong chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng, giá trên VTV Hyundai chỉ 699.000 đồng mà thôi. Lựa chọn ngay để nhận thêm quà tặng hấp dẫn, bao gồm một bộ lưỡi cưa, một lưỡi mài và một lưỡi đánh bóng, nhận thêm bóng đèn LED Kachi và còn có thêm tích lũy 50.000 đồng cho lần mua sắm sau. Và với bộ công cụ đa năng đến từ thương hiệu Kachi, chọn bộ bao gồm những thành phần ở bên trong. Đầu tiên đó chính là khoan động lực nè, tay cầm, tua vít, bộ lục giác, đầu giữ tua vít, mũi tăng độ dài mũi khoan kèm theo cả là cờ lê trước đo, dây thòng tắt, phụ kiện khác và chứa trong một chiếc vali rất là nhỏ gọn. Ai cũng có thể tự làm mà không cần đến thợ chuyên nghiệp cùng với bộ công cụ đa năng Kachi. Chúng ta có thể tự làm ngay tại nhà với chiếc máy khoan công suất là 550W, trọng lượng và kích thước gọn nhẹ, tay cầm chắc chắn và có nút bấm dễ dàng. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng, hãy nhanh tay lựa chọn ngay quý vị nhé. Nãy Phụ Yến thấy anh Hưng làm thử có vẻ thích quá nên là bây giờ Phụ Yến làm xem sao. Rồi, bây giờ Phụ Yến nha. Sẽ mài cái phần gỗ này quý vị nha. Rồi đặt vô đây thôi đúng không nè. Rồi, rồi bấm nè. Trời ơi. Thấy chưa, đúng là mặc dù dễ sử dụng. Quen rồi đây nè. Quen rồi, quen tay rồi mọi người ơi. Như vậy là chúng ta cũng có thể thấy là với bộ công cụ ngày hôm nay, không chỉ là với nam giới mà nữ giới cũng có thể sử dụng được một cách cực kỳ dễ dàng. Rồi nhưng được rồi, bụi quá. Trời ơi. Và thưa quý vị, như vậy là rất là nhiều những bề mặt khác nhau quý vị nha. Bề mặt gỗ nè, bề mặt gạch nè, rồi bề mặt sắt nè, hay là những thanh kim loại khác nhau, chúng ta có thể là khoan một cách cực kỳ dễ dàng và tiện lợi. Cùng với chọn bộ công cụ ngày hôm nay đến từ thương hiệu Kachi, thương hiệu rất quen thuộc trên VTV Nguyên Nam Home Shopping với những bộ dụng cụ phục vụ cho nhu cầu sống trong mỗi gia đình của chúng ta. Và ngay bây giờ thời gian không còn nhiều đâu quý vị nha. Chỉ với mức giá là 699.000 đồng, nhanh tay nhấc máy lên và gọi điện thoại về cho chương trình, quý vị sẽ được tặng ngay trọn một bộ quà tặng bao gồm cả lưỡi cắt nè, lưỡi mài và cả lưỡi đánh bóng nữa quý vị ạ. Kết hợp cùng với bộ công cụ hôm nay giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Và hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi có thể là giao hàng đến tận nơi cho quý vị và các bạn nhé. Và số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình này, cùng với Kachi, Phụng Yến, Quang Quý cũng như là anh Hưng trong chương trình ngày hôm nay. Và quý vị hãy tiếp tục mua sắm với những chương trình khác và hãy nhanh tay chốt lấy những cái khuyến mại khác trên VTV Hyundai Home Shopping quý vị nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.